Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nha Tuấn đây và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh mình Kiss. Ok, hôm nay thì mình sẽ ra một cái video của tôi đến đây là cũng như các bạn thấy ở video phần trước, mình đã review cho các bạn những món mình đã mua ở siêu thị có mắt cái nhanh. Ok, rồi giờ mình ok hơi nhiều. Và bây giờ mình cũng như các bạn thấy bây giờ mình sẽ là ăn thử mì xăm gian. Đây, mì xăm gian đây, mình mua ở siêu thị. Cái này mình cũng quay thôi nhưng mà các bạn ơi, trong 5 phút để nấu mì nó đã xong rồi. Mình trộn lên như cái mùi này, mình xem cho các bạn xem luôn. Mì khá là thơm, có cái nó hơi đây. Để mình chuẩn bị ly nước để cho mình ăn.
đường mình.